Nè, đây là của Nam Phong tặng cho tôi đó. Đây là món quà của tên keo kiệt cho tặng cô á. Ừ, đây là món quà chào mừng tôi quay trở lại. Dễ thương không? Quà chào mừng quay trở lại á? Ừ. Quà chào mừng quay trở lại. Thật là nực cười. Thật là không thể tin được. Cô này. Đẹp quá. Một, hai, ba, bốn. Nói chung là cái túi này của tôi ấy to gấp 10 lần cái thẻ bé tẹo của Nam Phong tặng cho cô. Hoành tráng quá đi còn gì nữa. Cầm đi. Thôi khỏi đi, tôi không lấy nữa đâu. Anh đem trả cho người ta đi. Ơ, cô mà không lấy ấy, là tôi đem đi vứt đấy nhá. Anh cứ vứt đi đi, coi ai tiếc đứt ruột biết liền ha. Tôi đem cho chó luôn đấy nhá. Bé chó ơi, bé chó ơi, anh tặng cho bé cái túi để đựng mấy cục xương xinh xắn của bé nhá. Anh bị điên hả? Dạ, xin lỗi nha. Xin lỗi, anh ta cũng hơi có chút vấn đề ở đầu xíu. Anh cũng đang cố điều trị rồi mà vẫn chưa kết quả nữa mà. Xin lỗi anh. Ôi bé chó ơi, ôi bé chó ơi. Nè. Ôi, tên em chó còn chê cái túi hàng hiệu. Thật là buồn quá đi ạ. Thế này ấy, thì ai nhận chiếc túi này đây ta? Tôi nhận, được chưa? Nè, tôi đeo vô cho anh coi nè. Đó, anh vừa lòng chưa hả? Trời, rất là vừa cái bộ lòng.